Rất là dễ đàn, có tên là Passacaglia. Bài này nghe tên thì có vẻ lạ nhưng giai điệu thì rất là quen thuộc, đúng không các bạn? Ok, mình bắt đầu luôn ha. Bài này viết ở giọng La Thứ, có nghĩa là mình sẽ không dính nốt đen nào hết. Mình bắt đầu với tay phải trước nhé. Bây giờ mình sẽ đàn qua sơ một lần nhanh, rồi mình sẽ phân tích từng câu cho các bạn để các bạn nắm được cái công thức đồ đô si đô. Nó có công thức đó là gì? Các bạn nắm một cái mẹo nha. Câu đầu tiên thì mình sẽ đi là từng cặp đồ, đố si, rồi đố la, đố son, đố fa, đố mi, đố rê, đố đồ đô. Sau đó mình chuyển xuống cặp si si. La si son, si fa, si mi, si rê, si đồ, si si si. Xong cặp si si hết, tất cả các nốt mình qua cặp la lá. La lá son, lá fa, lá mi, lá rê, lá đồ, lá si, lá là lá lá. Đến cặp này là mình ngưng, sau đó mình sẽ đàn son fa son la la. Vậy nếu mình phân tích ra thì nó rất là dễ thuộc, thậm chí bạn không cần phải nhìn nốt luôn. Đó sẽ là mình sẽ có từng khoảng như là đồ đố, đánh hết tất cả các nốt. Rồi qua xì xí, cũng đánh hết các nốt với xì. La xí, son xí, fa xí, mi xí, rê xí, đồ xí, xì xí. Sau đó mình đàn khoảng là lá, cũng đàn hết tất cả các nốt với la. Rồi cuối cùng mình sẽ đàn câu la la. Son fa son la la. Là mình được nửa bài đó các bạn. Thật ra là nó một giai điệu luyện ngón luôn đấy, nó không thật sự quá khó đúng không ạ? Mình chỉ cần nắm được quy tắc là mình sẽ đàn được. Ok, bây giờ mình sẽ đàn chậm một lần và các bạn nhớ là mỗi câu ấy không có ngưng nha, mà mình phải đàn liên tiếp luôn. Ví dụ qua câu 2 luôn. Còn ba cái câu đầu tiên, quãng này, quãng này, quãng này thì mình phải đàn liên tục nha. Ok, bây giờ tay trái mình sẽ có những hợp âm sau. La thứ, la mi la. Rê thứ, rê la rê. Son trưởng, son rê son. Đô trưởng, đô son đô. Fa trưởng, fa đô fa. Rê thứ. Mi trưởng, mi si mi. Và cuối cùng là la thứ. Vậy là mình sẽ có vòng hợp âm la, rê, son, đô, fa, rê, mi, la. Và cái cách để mình cũng chia ra từng level nhé các bạn. Đối với những bạn mà học mới học, các bạn chỉ cần đàn cho mình 3 nốt thôi ha. Rồi đến nốt fa này các bạn chuyển qua hợp âm rê. Rồi đến nốt si các bạn đánh hợp âm son. Đến nốt mi các bạn đánh hợp âm đô. Đến nốt la các bạn đánh hợp âm pha trưởng. Rê đi với rê.
la la, các bạn đã thở mi fa. Đúng rồi, la la đi với la. Đây là mức độ đơn giản. Các bạn chỉ cần đàn hai nốt tay phải, một nốt tay trái, và các bạn nắm được chỗ nào độ hợp âm là được ha. Mình đàn chậm một lần nữa level này nhé. Ok, và nếu các bạn cảm thấy cách đàn này dễ quá, bây giờ mình nâng cấp lên nha. Mình sẽ đàn kiểu lấy đuôi ha các bạn. Cách này thì mình sẽ đàn hai tay cùng với nhau luôn. Ví dụ la, hợp âm la mình sẽ đàn tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và 8 nốt này mình đàn cùng với 8 nốt tay phải luôn. Hai tay đàn cùng nhau. Son, đồ, nửa sau của bài mình đi ngược lại cái giai điệu, tức là thay vì mình đánh đồ đố thì bây giờ mình đánh đô cao trước. Đô đồ re đồ mi, các bạn có thấy cái thứ tự nó cứ tăng tiến dần không? Đó. Nó đảo ngược hoàn toàn với câu đầu tiên. Bây giờ mình đang chậm mà đọc tên nốt cho bạn nghe nha. Đô đồ re, à đô đồ re đồ mi đồ fa đồ son đồ la đồ si đồ đô đồ, hết một quãng qua xuống si 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 đô si re si mi si fa si son si la si si si, qua quãng mới la la si la đô la re la mi la fa la son la la, dừng ở đây. Xong mình sẽ đánh son fa son la la là mình được nguyên bài rồi đấy. Và cái đoạn câu cuối này thì nó giống với câu đầu ha, mình chỉ đảo ngược lại so với câu 1, đó là mình sẽ đánh trên cao xuống. Bây giờ hợp âm cũng tương tự như cái câu 1 luôn, la nè, mình ghép đơn giản trước nè. Qua re nhá. Si đi với son trưởng. Fa đi với đô. Sorry. La đi với fa. Mi đi với re. La đi với mi. La la đi với la. Miễn sao các bạn cứ chia hai nốt tay phải, một nốt tay trái là được ha. Cái này giống như việc là mình luyện ngón vậy đó. Cứ làm 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 1, 5 hòa lên cái khúc này luôn đó. Bây giờ mình làm ghép chậm lại nha. Rê. Đô. Và bây giờ là level nâng cao hơn một xíu cho tay trái. Các bạn có thể đàn lấy đuôi. Mình lấy đuôi nhé. Son lấy đuôi. F lấy đuôi. Re lấy đuôi. Mi lấy đuôi. La chạy ngón. Có một ít khó khăn, bởi vì khi các bạn lấy thì cái tay phải các bạn cũng phải đàn và hai tay cứ phải
chạy cùng nhau ấy, thì nó sẽ hơi khó một xíu. Cho nên trước mắt các bạn cứ đàn 3 nốt cho mình nhé. 3 nốt được xong mình sẽ tăng lên 4 nốt. 4 nốt được mình bắt đầu mới lấy đuôi ha. Trên khi bạn tập, các bạn sẽ tập theo thứ tự như sau. Ví dụ la đánh lấy 3 nốt trước này, xong ngừng. Đó, đang được rồi, đánh 4 nốt cho mình nhé. Là 4 nốt đúng không? Đàn được năng tăng lên luôn. Bây giờ mình sẽ ghép từ đầu nhé. Mình sẽ có cái câu intro là hợp âm la đánh một mình, là mi lấy đuôi cho mình nha. Hai lần sau đó mình mới vô bài nhé. Vô nè. Câu này mình lấy đuôi nhé. Chạy lên. Các bạn có thể quay lại lên trên cao đánh một quãng 8. Bằng là các bạn có thể lần đi lần lại, lần đi lần lại mà không có hồi kết luôn ấy, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ đàn hai lần là ok nhất. Chúc các bạn tập thành công ha. Mình sẽ post sheet nhạc ở phần giới thiệu á, các bạn vô đó lấy nguyên sheet nhạc tập cho nó dễ. Ok, tạm biệt mọi người, nhớ like và subscribe nếu các bạn thấy bài học bổ ích nha. Bye bye.